chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng của chuyên mục thông tin đối ngoại. Thưa quý vị và các bạn, sông Bằng từ lâu đã trở thành một biểu tượng của thành phố Cao Bằng. Và trong những ngày gần đây, phố đi bộ ven sông Bằng, phường Hợp Giang được khánh thành và đưa vào sử dụng, góp phần tô điểm và làm đậm nét hơn hình ảnh của một thành phố trẻ năng động với không gian văn hóa đặc sắc, lợi thế về du lịch, dịch vụ, thương mại trên địa bàn. Là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố, phố đi bộ ven sông Bằng được đầu tư với tổng kinh phí các hạng mục hơn 100 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ là điểm sáng, điểm nhấn trong phát triển văn hóa du lịch nơi đây. Là du khách lần đầu tiên đến với thành phố Cao Bằng, chị Hoàng Thị Thủy không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cũng như sự phát triển của thành phố. Đến Cao Bằng đúng dịp thành phố đang tổ chức rất nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển. Chị cảm thấy vô cùng may mắn bởi sẽ được chiêm ngưỡng, trải nghiệm nhiều hơn các hoạt động tại đây. Một trong những điều để lại ấn tượng với chị, đó chính là không gian của phố đi bộ ven sông Bằng. Mình lần đầu tiên là mình đến Cao Bằng và vừa mới đến đây thôi và cảm nhận đầu tiên là mình thấy thành phố Cao Bằng rất là đáng yêu ạ. Nó mặc dù nhỏ nhưng mà xinh xắn và đến đây mình cảm giác là rất nhẹ nhõm. Không gian cái phố đi bộ này thì bước đầu tiên là lúc mà mình mới đến ấy thì mình nhìn ngay thấy cái chỗ tranh này là và cái phố ven sông này thì mình rất là thích, mình rất thích, mà nó mặc dù nhỏ thôi nhưng mà rất đáng yêu. Cảm nhận của chị Thủy cũng là cảm nhận chung của bất kỳ người dân, du khách khi đến phố đi bộ ven sông Bằng. Dự án phố đi bộ ven sông Bằng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục cơ bản như tuyến sàn bê tông cốt thép gồm sân và đường dạo vươn ra sông với tổng chiều dài tuyến gần 800 m, chiều rộng trung bình 8 m với 3 bến xuống thuyền. Dọc tuyến đường dạo và khoảng sân được lắp đá xẻ tự nhiên và bố trí bồn hoa, cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn trang trí và các hạng mục phụ trợ khác. Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường kết nối với phố Kim Đồng, đầu tư xây dựng khu vực vệ sinh công cộng và hệ thống thoát nước trên toàn tuyến. Ba trạm biến áp, hạ ngầm toàn bộ hệ thống điện nhằm nâng cao mỹ quan đô thị và đảm bảo đủ công suất cung cấp phân phối điện cho các hộ dân trên tuyến phố. Bên cạnh những hạng mục lớn được đầu tư xây dựng nhằm làm đẹp thêm cảnh quan, tạo điểm nhấn và biểu tượng để đông đảo người dân và du khách có địa điểm check-in, một nhóm vẽ tranh tường đã không quản ngại ngày đêm cùng nhau lên ý tưởng, tô vẽ những bức tranh độc đáo, đặc sắc. Điểm đặc biệt là những bức tranh này được nhóm họa sĩ thực hiện miễn phí với mong muốn làm đẹp hơn và quảng bá hình ảnh của thành phố Cao Bằng. Chuỗi sự kiện 10 năm thành lập thành phố Cao Bằng, bản thân tôi cũng như các bạn đã có cái sở thích là đam mê hội họa thì cũng muốn đóng góp những cái công sức của mình để góp phần làm cho thành phố Cao Bằng được đẹp hơn và để lại những cái ấn tượng tốt đẹp cho du khách thập phương cũng như là người dân của thành phố Cao Bằng. Thực ra là cái từ lúc mà có cái suy nghĩ để mà xin lãnh đạo thành phố cho vẽ những tranh tường hay những cái cột điện để kịp cái chuỗi sự kiện thì cái quãng thời gian nó rất ngắn, thì chúng tôi đã có dồn hết thời gian công sức để cả vẽ ngày vẽ đêm để làm sao cho kịp cái ngày khánh thành. Thì mặc dù cũng rất là vất vả nhưng mà vì cái cảnh quan của thành phố cũng như là có những cái bức tranh đẹp để cho mọi người chụp ảnh hay là check in cũng rất là vui vì thấy mọi người thích những cái tác phẩm mà mình để lại cho mọi người, để cho mọi người chiêm ngưỡng ấy. Thì thật sự mình, không chỉ mình đâu, tất cả các bạn làm được cái gì mà cảm thấy cho mọi người thích thú hay là yêu thích thì mình rất là tự hào, rất là có động lực để mà có thể là sau này ngoài những tác phẩm này ra thì còn những địa điểm nào mà bọn mình có thể cống hiến được thì bọn mình tiếp tục sẵn sàng. Diện mạo của phố đi bộ ven sông Bằng được nâng cấp, đổi mới theo hướng hiện đại, xanh, sạch, đẹp, ai nấy đều rất vui mừng. Nhưng có lẽ vui hơn cả, đó chính là người dân sinh sống tại khu vực mà tuyến phố đi bộ ven sông đi qua. Bởi tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ thu hút được đông đảo khách du lịch khi đến với thành phố Cao Bằng. Kéo theo đó là các điều kiện thuận lợi để người dân mở thêm các dịch vụ phục vụ du khách, tăng thu nhập và đời sống.
Nói chung là anh rất vui và cả khối phố là rất vui. Tôi thấy phố đi bộ Khánh Thành rất là đẹp và người dân buổi chiều chiều đi bộ cũng rất đông và trẻ con thì ra đây chơi tấp nập, hoạt động vui chơi rất là nhiều. Phố đi bộ ven sông Khánh Thành thì mở ra cơ hội tôi thấy là có khách du lịch lên đây chơi nhiều hơn và mọi hoạt động của phố đi bộ diễn ra đông hơn, phong cảnh thì cũng rất đẹp. Tỉnh Cao Bằng làm được như thế này, đây là một cái rất đổi mới. Thế đổi mới thì như thế nào? Đổi mới thì làm cho cái khuôn viên ở Cao Bằng là sinh động lên và khách du lịch người ta sẽ cảm nhận là đẹp hơn nhiều. Thế nhưng cái đẹp hơn này thì anh đánh giá là ở góc độ nhà nước ấy, thì cũng quan tâm hơn. Quan tâm cái vệ sinh đầu tiên. Cái vệ sinh nó sạch thì tất cả sạch. Còn người dân ở đây thì nâng cao cái ý thức để cái vệ sinh sạch sẽ lên. Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp nổi tiếng. Với sự đa dạng phong phú về tài nguyên thiên nhiên và một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút nhiều du khách thập phương đến tham quan. Năm 2010, thị xã Cao Bằng được công nhận là đô thị loại 3. Đến năm 2012, được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Đặc biệt, năm 2018, UNESCO đã công nhận công viên địa chất non nước Cao Bằng là một trong những công viên địa chất toàn cầu, đã tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Theo đó là sự gia tăng về dân số, tăng lượng khách du lịch đến tham quan, vui chơi và lưu trú tại thành phố. Nhu cầu về quỹ đất để phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại tại khu vực thành phố tăng cao. Với vị thế là trung tâm của tỉnh, thành phố Cao Bằng đã từng bước đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị, phát triển tốt các dịch vụ du lịch ở địa phương, cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp cho thành phố duy trì và phát huy, quảng bá được những nét đẹp văn hóa dân tộc, tạo sức lan tỏa, kích thích du lịch phát triển. Công trình phố đi bộ ven sông Bằng là một trong những công trình được đầu tư để dần hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ của thành phố một cách nhanh chóng, vượt bậc, xứng danh là một thành phố trẻ năng động, sáng tạo, đã và đang vươn lên tiến kịp với các thành phố trong cả nước. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xây dựng kế hoạch mở rộng không gian hoạt động của phố đi bộ Kim Đồng, bao gồm cả dự án phố đi bộ ven sông Bằng. Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ vừa triển khai, vừa tiếp thu các ý kiến đóng góp và từng bước hoàn chỉnh các phương án, đặc biệt là các phương án đảm bảo về giao thông, phân luồng, thời gian diễn ra phố đi bộ, cũng như đưa ra phương án đảm bảo việc trông giữ phương tiện để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Tiếp tục cải tạo, chỉnh trang đô thị trong khu vực không gian phố đi bộ, vận động xã hội hóa để chỉnh trang đô thị. Thực hiện đa dạng các hình thức quảng bá, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội để vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng hưởng ứng tham gia xây dựng tuyến phố đi bộ văn minh hiện đại, góp phần xây dựng thành phố Cao Bằng trở thành thành phố đáng đến và đáng sống. Trong cái công tác chỉnh trang đô thị thành phố thì thành phố cũng đã chỉ đạo, tức là triển khai thực hiện, hoàn thành cái công trình phố đi bộ ven sông Bằng. Đây là một điểm nhấn là tổ chức cái sự kiện là lễ cắt băng Khánh Thành để chào mừng cái kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố. Và phố đi bộ ven sông Bằng thì cũng được Khánh Thành đi vào để sử dụng thì cũng sẽ kết nối, cái mở rộng cái không gian hoạt động của phố đi bộ Kim Đồng để phục vụ nhân dân và du khách, thúc đẩy phát triển du lịch và tạo cái tiền đề cho phát triển các dịch vụ ven sông và khai thác mặt nước và dần trở thành một cái điểm nhấn du lịch đặc trưng của đô thị ven sông. Có thể nói, phố đi bộ ven sông Bằng nói riêng, các điểm du lịch khác thuộc thành phố Cao Bằng nói chung đã và đang góp phần lớn vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân một cách toàn diện. Từ sự phát triển du lịch mạnh mẽ trong nhiều năm qua, chính quyền cũng như người dân thành phố Cao Bằng cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển các mô hình du lịch mới, đa dạng và độc đáo, thu hút khách tham quan, tạo không gian vui chơi, giải trí, giới thiệu và quảng bá nét đẹp của vùng đất, con người thành phố. Từng bước xây dựng thành phố Cao Bằng ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, mang đậm bản sắc đặc trưng của đô thị miền núi, dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố trong thời gian tới.
Đến đây, chuyên mục thông tin đối ngoại xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối Chủ nhật tuần sau.